Câu thứ bảy, xin cho con lời khuyên tu học thế nào để đời sau gặp đúng chánh pháp và gặp trực tiếp Thế Tôn giảng pháp. Sư nhớ câu này sư đã trả lời rất nhiều lần rồi. Thứ nhất á, là mình phải thân cận bậc trí, để chi? Để đời này mình có chánh kiến, rồi mình tu học, mình thực hành, có pháp học pháp hành đúng theo chánh kiến đó. Tương ứng mình có các cái thiện nghiệp từ thân khẩu và ý, không xa lìa chánh kiến, không xa lìa bát chánh đạo. Thì từ đó đó mình mới có cái duyên. Cái duyên là duyên gì? Duyên không đi lệch chánh pháp nha. Sư không có nói cái duyên là duyên gặp chánh pháp nha, mà sư chỉ dùng cái từ là duyên không đi lệch chánh pháp. Là tại sao? Bởi vì một khi mà mình có tà kiến á, là mình sẽ gieo duyên đi lệch chánh pháp. Cho nên á, là mình phải gieo cái duyên chánh kiến, thì chính nó sẽ giúp cho mình tránh cái chuyện đi lệch. Cái thứ hai là khi mình tạo các phước nghiệp, phước và nghiệp nha, từ thân khẩu và ý, thì chúng ta nên có sự hướng tâm, mà hay mình hay dùng cái từ phát nguyện đó, hướng tâm. Hướng tâm đến cái gì? Hướng tâm đến sự giải thoát giác ngộ. Tại vì sao? Vì con đường đi đến giải thoát là con đường sẽ gặp các bậc thánh, cho nên chúng ta phải hướng tâm đến cái quả là giải thoát giác ngộ. Và cái tiếp theo nữa là mình phải nguyện, cũng là hướng hướng cái phước của con đó. Tức là khi mà con tạo phước, cái phước mà con tạo như thế này nè, con nguyện á, là trong dòng sanh tử luân hồi con sẽ được gặp minh sư thiện hữu, con được gặp thánh nhân, hoặc nếu như một số vị nguyện thì cho con gặp chánh pháp, con xin gặp một vị chánh đẳng giác. Thì chính những lời nguyện này á, nó sẽ đẩy mình đi theo hướng mà mình đã mong muốn. Cho nên là nhiều vị á, là khi vị đó xuất gia đó, vị đó có lòng xuất gia, thì khi vị đó ở một cái ngôi, một cái nơi bất xứng, thì tự nhiên sẽ có chuyện này chuyện kia đẩy vị đó đi đến cái nơi nó xứng đáng. Khi mà gọi là những cái nghịch duyên, những cái nghịch cảnh, thì nó cũng chỉ là giống như là cái gió mà nó thổi con diều, để con diều nó đi, nó bay lên cao hơn. Thuận duyên thì giúp cho vị đó, mà nghịch duyên là cũng giúp cho vị đó luôn. Nhưng với điều kiện là mình phải tạo phước và mình nguyện, thì nhờ như vậy chúng ta mới đi đến nơi đến chốn được ha.